Rồi, xin chào mấy anh em ha. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em cái mấy cái áo lụp với cái bộ đồ ra nè. Bộ đồ này để mình đi bẫy nha. Bộ đồ này mình đi bẫy ra nè. Thì bộ đồ này ngụy trang luôn nha anh em. Thì bộ đồ này em bán nhiều lắm. Thì bộ đồ này là nó dày lắm nha anh em, nó dày lắm. Bộ đồ cầm lên nặng lắm. Một khoảng gần 2 kg nè, bộ đồ này. Bộ đồ này nó nặng lắm. Thì cái áo của nó là dày cực kỳ nha anh em. Cái áo nó dày lắm, cái áo với cái quần bộ đồ này thì nó có gồm cái nón kết nè, cái áo, cái quần và cái khẩu trang nha anh em. Thì cái áo của nó không là 4 túi nha anh em, 2 túi trên và 2 cái túi dưới ha. Thì 2 cái túi dưới là nó có dây kéo cho anh em, để khi mình bể điện thoại hay là mình để đồ trong á, mình kéo lại thì nó sẽ không có rơi đồ ra ngoài nha anh em. 2 cái túi dưới ha. Còn 2 túi trên thì ở đây mình nhìn thấy nè. Còn cái túi, cái quần á, cái quần của nó là tới 4 cái túi, tới 6 cái túi lận nha anh em. Cái quần là tới 6 cái túi lận, 6 túi lớn sâu nha anh em. Này đựng đồ đã luôn, bộ đồ này thì được bán nhiều lắm. Bộ đồ này nó dày lắm nha anh em. Mình đi như mình đi mùa mưa hay là mình đi đêm đó anh em là nó ấm lắm. Thì bộ đồ này hiện tại thì em đang bán giá là 400 nha anh em. 400 nha. Anh em cần mẫu bộ đồ này thì alo em. Thì số điện thoại em để trên tiêu đề, anh em điện số đó hàng này nhắn tin Zalo. Còn anh em khi mà điện đặt đồ thì anh em báo chiều cao cân nặng cho em đi, em lấy size cho anh em vừa luôn nha anh em. Nó có nhiều size lắm. Nhiều size lắm nha anh em. Thì anh em điện báo em lấy cho mặc về vừa luôn. Thì anh em điện em ha, hoặc là anh em điện em nhắn tin Zalo kết bạn, nhắn tin Zalo số điện thoại em để trên tiêu đề đó, thì em xin địa chỉ em gửi về cho anh em luôn. Hoặc là anh em có, như anh em không có điện em á, thì anh em có thể qua những kênh điện tử Shopee, Lazada, TikTok thì anh em gọi lên kênh của em ha, kênh lên mày thép thì nó sẽ hiện lên nha anh em. Thì bên em chỉ sàn số điện thoại một duy nhất nha anh em đặt hàng ha. Anh em cái mẫu đồ này thì alo em nha anh em. Thì trong bộ đồ này anh em như là mua cái áo có bán rồi luôn nha anh em. Cái áo, cái quần hay là có nón gì bên em đều có bán gỡ hết trơn nha. Anh em cần mẫu nào thì alo em ha. Cái nón là em bán 6, cái nón kết 60.000 nha nè. Quần, nón, áo gì hay, có đầy đủ bán hết. Còn cái này là cái áo xào này nè. Cái áo xào này thì là mai mình giải kaki nha nè. Mai giải kaki dài lắm. Áo xào này bán nhiều lắm, vì giá thành nó rẻ. Nó dài tới 1 mét mấy nè. Hàng này hàng chất lượng nha nè. Thì cái áo xào này thì nó mai bằng giải kaki nè. Ở đây có gì kéo thật cái xào vô không dài 1 mét mấy nha nè. Cái này nó có quai đeo nữa, quai đeo của nó nè. Quai đeo dày ha, dài lắm kìa nè. Sờ đã lắm, sờ này anh em mua nhiều lắm. Thì áo sào này hiện tại em đang bán giá là 70.000 nha nè. Anh em cần áo sào này thì cứ điện em trực tiếp nha, hoặc là nhắn tin Zalo nha nè. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em là một cái áo lụp nha nè, áo lụp ha. Thì đầu tiên là giới thiệu cho anh em cái lụp, có lụp không có quai đeo nha nè. Áo lụp này áo lụp bình thường không có quai đeo ha. Thì may bằng giấy thun thái nha nè. Thì đây may kỹ lắm, mai hàng đường chỉ nghe nè, sắc sổ kỹ lắm nghe nè. Cái này giải thun thái qua giãn nha, cái màu nó nhộm cũng bền màu lắm nghe nè, màu nhộn. Thì cái áo lụp này hiện tại thì em đang bán giá là 60 nghe nè, 60 ha. Nó có dây rút hai đầu, một trên đầu dưới luôn nghe nè, 60 ha. Còn cái áo lụp này có vai đeo nè, áo lụp này thì nó có vai đeo thì nó có vai đeo nó tiện hơn nè nè. Áo lụp này thì nó có vai đeo, vì vai đeo của nó mai dính liền vô trong cái áo luôn nghe nè, nào mai dính liền vô luôn, mình có vai đeo lên. Thì có lực của video này thì em đang bán giá là 80 nha nè, 80 ha. Cái vai nó cũng dày chắc lắm nha nè, mấy này chắc lắm, 80 nha nè. Và có lực này nó cao cấp hơn nữa nha nè. Có lực này thì nó có vai đeo, có vai đeo nhưng mà mình có thể tháo rời ra vô luôn. Tháo rời ra vô tỉ mình luôn nha nè. Nè, này móc bằng inox luôn nha nè. Inox luôn ha. Thì này có dây rút hai đầu luôn nha, được chưa, được chưa. Thì cái này thì mắc nha nè, cái này 100.000 nha, mắc hơn cái kia 20.000 nha nè. Dây rút cũng dây rút lớn nữa, này 100.000 nha nè. Rồi tiếp tục làm giới thiệu cho anh em một cái áo lụp ha. Thì cái áo lụp này á là cái áo lụp đôi nha nè, lụp đôi luôn, hai cái lụp luôn ha. Thì hai bên, mỗi bên gì nó riêng biệt chân nè, cái này riêng biệt ha. Mình có thể mình ở đây chính giữa này nó có cái dây kéo nè, mình có thể tách rời ra mình xài từng cái cũng được nha, hay làm để chung hai cái mình đeo nha nè. Mỗi bên thì nó riêng biệt nhau hết. Cái áo lụp này nó khác như những cái áo lụp nãy là nó may bằng giải kaki nha nè, may bằng giải kaki luôn nha. Kaki thì nó dày lắm, cái màu nó nhộm, nó cũng sắc sắc hơn nữa. Thì cái áo lụp này hiện tại thì em đang bán giá là 201 nha nè, 201 áo lụp đôi nha. Thì bên em áo lồng, áo hột xoài đôi, áo hột xoài gì bên em đều có bán nha nha. Áo lồng nuôi đầy đủ hết, bên anh em nhiều mặt hàng lắm, anh em cần mẫu nào thì alo em ha nè. Em giao hàng toàn quốc nha anh em, số điện thoại em để trên tiêu đề, anh em điện số đó hoặc nhắn tin Zalo nha nè. Giao hàng toàn quốc ha. Còn lần nữa em cảm ơn mấy anh em, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha nè.
anh em cần mẫu nào thì alo em, hoặc là anh em có thể qua những kênh Shopee, Lazada, TikTok thì anh em cứ qua bên đó gõ bên kênh Đẩy Thép thì nó sẽ lên nha nè, nó sẽ hiện những cái mẫu mà mình cần đặt á lên nha nè. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em sau nha nè.